kênh KTV. Vâng, thưa quý vị, ở những video trước, KTV đã chia sẻ cùng quý vị cách để chuyển đổi các coin, các token từ mạng Polygon sang mạng BEP20, cũng như chuyển đổi từ BEP20 sang cái mạng Polygon. Và như quý vị đã biết, Polygon Network là một mạng lưới đang được rất mong chờ, cũng như được rất nhiều các nhà đầu tư họ quan tâm. Và dường như họ đã lường trước được những vấn đề tắc nghẽn mạng, nên đội ngũ phát triển họ đưa ra cái lựa chọn là quý vị có thể tạo một cái RPC cá nhân để tránh những trường hợp những lúc mạng tắc nghẽn. Thì ở cái video này, tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để tạo một cái RPC cá nhân, cũng như là thêm nó vào cái ví MetaMask. Thì trước hết, quý vị hãy vào cái địa chỉ rpc.maticvision.com. Quý vị hãy đánh đúng cái địa chỉ này. Thì ở cái ô email address, quý vị hãy nhập cái địa chỉ email của quý vị vào, rồi quý vị chọn vào sign up. Ok, bây giờ quý vị hãy mở email của quý vị lên này. Đó, thì ở đây là cái email login to Matic Vision RPC này. Quý vị hãy mở lên rồi chọn vào login to Matic Vision RPC. Quý vị tắt cái trình duyệt này đi. Quý vị trở lại với cái trang RPC Matic mà lúc quý vị vừa nhập email. Ở cái ô do DApp lên, quý vị hãy nhập tên của quý vị vào. Nhập xong, quý vị chọn vào Credit App này. Thì quý vị sẽ thấy ở đây, cái tên của quý vị nó hiện ở dưới này. Quý vị hãy chọn vào Matic Mainnet. Thì đây là cái thông số, quý vị hãy copy cái thông số lại và thêm nó vào cái ví Meta. Ở đây, tôi đã add cái ví Meta vào cái trình duyệt web rồi. Và tôi sẽ mở to lên để quý vị dễ quan sát. Trường hợp quý vị ai chưa biết tạo cái ví này, thì quý vị hãy tìm những cái video trước mà tôi đã chia sẻ. Thì ở đây mặc định nó là Ethereum Mainnet, quý vị hãy chọn vào đây, rồi chọn cái phần dưới cùng là Custom RPC. Ở ô Network lên, quý vị có thể để là Matic Mainnet. Cái ô New RPC URL này thì quý vị hãy copy. Đây, quý vị copy cái Matic Mainnet RPC URL. Copy này. Rồi, paste nó vào đây. Cái ô thứ hai. Đó. Cái Channel ID. Đây, Channel ID là 137. 137. Ô symbol thì quý vị đề là Matic. Matic. Cái ô Block X Browser thì quý vị hãy đề là xbrowser.matic.network. Đó, tôi copy và dán nó vào đây. Rồi, quý vị kiểm tra lại các thông số nó đã chính xác chưa. Thì cái thông số này tôi cũng sẽ để ở bên dưới video này. Quý vị chỉ việc copy và paste nó vào thôi. Đó, khi đã chính xác, quý vị chọn vào Save. Rồi, bây giờ tôi sẽ tắt cái này đi. Thì quý vị sẽ thấy ở đây có cái dòng chữ là Matic Mainnet. Ok, vậy là cái Matic Mainnet đã được thêm vào cái ví MetaMask rồi. Thì quý vị cần để ý đến cái trang này, Xbrowser. Quý vị muốn lấy smart contract hoặc kiểm tra truy xuất lịch sử giao dịch
của tất cả các token, các coin nó chạy trên cái network Polygon này, thì quý vị hãy vào cái địa chỉ này đó, và quý vị dán cái địa chỉ ví vào đây để truy xuất kiểm tra lịch sử giao dịch, cũng như là quý vị lấy địa chỉ smart contract để ép nó vào cái ví MetaMask mà nó chạy trên cái network Polygon này đó. Rồi, và đến đây thì tôi xin kết thúc video này.